Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh một chiếc đài của hãng Sanio. Con này là có mã là Sanio U4SS đây ạ. Con này thì nó sở hữu một cửa băng và FM thì có hai giải tần số. Xin lỗi các bác, radio có hai giải tần số và FM full 108. Ngoài ra con này có cả đường kết nối điện thoại từ bên ngoài vào. Đây ạ. Và đặc biệt chiếc này thì các bác có thể cắm nguồn ngoài 9 đến 12V để cắm trực tiếp điện 220V. Tính năng rất là tiện nhé. Sau đây thì sẽ tiến hành quay hình thức của nó cho các bác cùng xem. Con này về độ mới rất là mới luôn ạ. Và giá cũng hay là 2 triệu 8 nhé. Đây ạ. Các bác nhìn chưa? Đấy, độ mới này. Rất là mới. Đấy, nhất là những cái viền loa này các bác nhìn này. Đấy. Hai bên viền loa cực kỳ là mới nhá. Phía sau này, đây đây là phía sau của đài này, các bác nhìn phía trên này, núm nút bóng loáng soi gương được luôn đấy, kể cả cái phần quay sách này đây ạ. Sáng loáng luôn đấy. Rồi em sẽ chuyển sang phần test tính năng của nó để cho các bác cùng quan tâm thì liên hệ nhá. Và cái chiều ngang của nó em nghĩ khoảng tầm gần 50 cm, chiều cao là 12 cm đấy. Đài thì con này thì tiếng của nó nằm trong những cái top đài gọi là được nhiều người tìm kiếm, bởi vì chất âm con này bé thôi nhưng giọng bé mà có võ các bạn, nhiều đài to không ăn được con này đâu ạ. Và sau đây thì em sẽ test tính năng cassette để các bác cùng thử âm nhé. Sau đây thì em sẽ test phần tính năng cassette cho các bác nhé. Con này chất âm của phần cassette thì cực kỳ là hay bằng đấy. U4SS thì sử dụng công nghệ loa siêu âm thanh, thế nên chất âm của nó vô cùng hay. Đây là cánh thương nhìn nét cô em học trò. Này là bánh trưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh trưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi xuân đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem liên cương đồng âm đến với mình. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sướng gió phương trời, âu yếm người tin đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón
xuân hồng ngày mai. Ok hết nhá. Và sau đây thì em sẽ chuyển sang tính năng test phần tính năng radio cho bác nhá. Phần nghe phím chức năng thì nằm ở tay trái đây. Các bác để ở phía trước này là nghe băng, gạt lên giữa là nghe radio và gạt về đằng sau là nghe line-in. Tại tâm điểm giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở ra một trung tâm mới cho thành phố tiềm năng Móng Cái. Vinhomes Golden Avenue là khu đô thị đẳng cấp đáng sống bậc nhất tại thành phố và khu vực. Chủ đầu tư Vinhomes chính thức công bố loạt đặc quyền mới cho cư dân cùng chào đón tổ hợp hồ bơi. Nhìn chú Đa đi siêu vẹo, Vàng Số nghĩ hắn đã dính thuốc mê. Thị lại càng tin tưởng vào điều đó khi nghe thấy các quân sĩ nói chuyện với nhau. Sao hôm nay chủ tướng say nhanh thế nhỉ? Chắc chủ tướng lo nghĩ cho trận chiến sắp tới. Không phải đâu, tại hôm nay uống rượu mới nấu nên chóng say đấy thôi. Tao thấy đồ mình đang đung đưa đây này. Tao cũng thế, mọi cái trước mặt đang quay lộn ngược. Lác đác trong bàn tiệc đã có tên nôn ọe, có thằng gục hẳn xuống mặt bàn. Mí tủa từ bên ngoài ngó cổ nhìn vào các dãy bàn tiệc, hình như nhận ra điều gì đó bất thường. Tại một của chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến hơn 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên hôm nay tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, một phần trong chương trình nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận mùa xuân hàng năm lá chắn tự do mà phía Triều Tiên cực lực phản đối. Một chiến dịch lớn trên bộ ở thành phố Rafah sẽ là sai lầm và chỉ dẫn đến cái chết cho nhiều người dân. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc điện đàm kéo dài 45 phút với Thủ tướng Israel Netanyahu. Bất chấp sự phản đối của Mỹ, Israel vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch vốn gây nhiều tranh cãi này. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel hôm nay thông báo đã tiêu đêm xuân xưa hát niềm thương quan họ cầu qua cầu để lại mùa thu cho sau này ai còn niềm thương tiếng kim trên dòng sông có điều làm ai buồn ai chờ ai bên bờ xưa ai chưa về ai còn đội mưa tiếng Việt con đò đêm tiếng hò
Chiếc này nó là FM full 108, vì thế bắt tất cả các đài của Việt Nam. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sanio có mã là Sanio U4SS tại đây. Công khai giá sản phẩm trên có mức giá là 2.800.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản bên em bao ship. Sản phẩm bán được bảo hành 3 tháng sử dụng. Cam kết sản phẩm là chưa sửa mạch. Ngoài ra tặng các bác một cuốn băng để test đài và có một dây line in kèm theo để các bác có thể kết nối điện thoại để nghe nhạc từ bên ngoài vào. Và con này sử dụng nguồn trực tiếp 220V qua adapter ngoài 9V. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.